Tăng huyết áp thai kỳ là tình trạng huyết áp bà mẹ tăng cao trong thời gian mang thai, chỉ số huyết áp tâm thu lớn hơn 140mg thủy ngân hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn 90mg thủy ngân. Huyết áp cao khi mang thai có thể gây nguy hiểm cho cả bạn và em bé. Đó là lý do tại sao tăng huyết áp khi mang thai cần được chăm sóc đặc biệt, cho dù bạn được chẩn đoán mắc bệnh này trước hay sau khi thụ thai. Bên cạnh việc uống thuốc để duy trì huyết áp ở mức bình thường, các mẹ bầu có huyết áp nên tăng cường 7 loại thực phẩm sau đây và thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. 1. Táo. Táo rất hữu ích trong việc giúp hạ huyết áp vì loại trái cây này có tác dụng lợi tiểu và giúp giảm nồng độ natri trong máu. Điều này thực sự giúp ích rất nhiều cho thận. Trong thời gian mang thai, thận phải làm việc tích cực hơn để tống chất thải ra khỏi cơ thể. Do đó, ăn táo sẽ làm nồng độ natri giảm xuống và để thận thư giãn. 2. Thực phẩm giàu canxi. Theo một số nhà nghiên cứu, thực phẩm giàu canxi giúp kiểm soát huyết áp khi mang thai rất tốt. Lượng natri trong máu thường là nguyên nhân gây ra cao huyết áp ở phụ nữ có thai. Canxi có khuynh hướng giúp hạ huyết áp, đó là lý do tại sao thức ăn giàu canxi như sữa lại được các bác sĩ khuyến nghị dùng trong thai kỳ. 3. Cần tây. Cần tây thường được sử dụng khá phổ biến trong ẩm thực của châu Á suốt nhiều thế kỷ. Một nghiên cứu gần đây được thực hiện tại Đại học Chicago cho thấy có những chất trong cần tây có thể giúp hạ huyết áp. Loại rau này giúp giảm nồng độ các hormone gây căng thẳng nên giúp phụ nữ mang thai cảm thấy thư giãn. 4. Củ dền. Thành phần oxit nitric trong củ dền giúp mở các mạch máu và giảm huyết áp. Trong một số nghiên cứu khác, các chuyên gia cũng nhận thấy chất nitrat trong nước ép củ dền để làm giảm huyết áp của những người tham gia nghiên cứu trong vòng 24 giờ. 5. Dầu ô liu. Dùng nhiều dầu ăn và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ được cho là có hại trong thai kỳ. Tuy nhiên, dùng dầu ô liu lại được xem là có tác động tích cực đến huyết áp. Một nghiên cứu do Đại học Kentucky tại Mỹ thực hiện cho thấy rằng dầu ô liu có thể giúp giảm huyết áp. Vì vậy, nếu khi mang thai, bạn có thể dùng dầu ô liu để trộn salad, dưới lên các món ăn hoặc xào, không dùng dầu ô liu để chiên thức ăn, vì điểm khói của dầu ô liu thấp hơn các loại dầu khác. Nếu chiên ở nhiệt độ cao, dầu dễ bị cháy khét gây ra các chất độc hại cho cơ thể. 6. Chuối. Giống như các loại rau lá xanh, chuối cũng rất giàu kali, có tác dụng hiệu quả để đào thải muối trong nước tiểu ra ngoài. Bạn có thể kết hợp yến mạch và chuối cho bữa sáng để bổ sung kali cho cơ thể. Nếu có một buổi sáng vội vã, bạn có thể ăn một trái chuối và một quả trứng. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ cho một bữa sáng rất dinh dưỡng rồi. 7. Tỏi và các loại gia vị thảo mộc. Tỏi là thực phẩm cho người cao huyết áp không thể thiếu. Tỏi chứa nitric oxide, thúc đẩy giãn mạch, mở rộng các động mạch giúp giảm huyết áp. Sử dụng các loại gia vị thảo mộc khi chế biến thức ăn có thể giúp bạn cắt giảm bớt lượng muối không cần thiết. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ bầu đang gặp tình trạng cao huyết áp đã có thêm những lựa chọn thích hợp cho thực đơn bữa ăn của mình. Bên cạnh việc sử dụng các thực phẩm trên, các mẹ nên lưu ý về chế độ sinh hoạt và tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ cũng như tái khám đều đặn để được theo dõi và điều trị hiệu quả nhé.